Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký một cái sàn La Token và KIC Level 2 nha tất cả các bạn. Để mình làm airdrop trên sàn La Token này các bạn. Rồi đầu tiên các bạn đăng ký được cái sàn La Token này, các bạn click cái phần link mô tả của mình. Các bạn nó ra cái giao diện gì các bạn đăng ký bằng email của mình nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh, 5999 cộng chấm cơm, các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi sau khi cho nó lót chút xíu nha các bạn. Rồi đây thì password và password, các bạn nhập password của mình từ 8 đến 20 ký tự có chữ số đầu và chữ viết qua cái ký hiệu đặc biệt ở cộng nhân dân nha các bạn. Các bạn tự ghi mật khẩu nha các bạn. Rồi dòng trên mật khẩu các bạn xác nhận là mật khẩu nha các bạn. Rồi bạn bấm vào nút sign up nha các bạn. Mình thì cũng là biến chạy mấy cái sàn này lắm, nhưng mà thấy như có nhiều kèo airdrop cũng ngon ngon không, nên mình làm cái video này hướng dẫn các bạn ký gì KIC trước đi. Rồi các bạn xác minh nha các bạn. Rồi mình sẽ up những cái kèo airdrop trên sàn là tôi cần sao cho tất cả các bạn nha các bạn. Chọn tất cả hình ảnh của đèn giao thông 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không ta? Chắc đúng. Dạch qua đường 1, 2, 3, 4. Sao vậy ta? Cái này đúng nè. Chăm chăm nè. Không đúng nữa, đèn giao thông để mình tắt. Khi các bạn lướt kiểm tra xong, nó gửi cho các bạn về một cái mail, các bạn mở cái mail ra nha các bạn. Vào mail ra compete nha các bạn. Play cái mã code. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi, sàn La Token đã gửi về cho mình cái email các bạn. 150540 150540. Các bạn trở về một cái form đi các bạn. 150540. Các bạn nhấp vô đây nha các bạn. 150540. Rồi bạn bấm vào confirm nha các bạn. Tự động máy luôn các bạn. Rồi chọn tiếp tục. Xác minh xe buýt. Sàn này sao mà bảo mật quá ta. Sắp giờ mới thấy. Rồi sau khi nó cấp tra xong, các bạn chờ tự nó reset nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã có một cái tài khoản trên sàn La Token nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch đây nè. Đầu tiên thì các bạn xuống lướt xuống nha các bạn. Feed name thì các bạn tên các bạn, ví dụ như các bạn tên Trần Thị Tho thì bạn ghi Tho đầu nha các bạn. Mình tên Quỳnh Văn Ảnh, Quỳnh Văn Ảnh thì mình ghi chữ Ảnh Văn Quỳnh nha các bạn. Ảnh Văn Quỳnh, ngược lại nha các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Mình làm cái video này là chủ yếu hướng dẫn các bạn đặng chừng nữa có gì giao dịch những cái đồng coin trên sàn luôn các bạn. Rồi Gader thì các bạn chọn Male, nam thì chọn Male, nữ thì Phi Mali các bạn. Mình chọn Mali nè. Rồi dòng tiếp theo thì các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam, các bạn gọi vào từ khóa Việt Nam rất là dễ luôn các bạn. Rồi các bạn chọn nhà đây các bạn. Rồi đây thì ngày sáng, ngày tháng năm sinh các bạn. Ngày 22 nè, tháng 6 năm 1991 nè các bạn. Rồi bạn bấm next step nha các bạn. Rồi tới cái phần mã zip code đó thì các bạn lên Google gõ mã zip code 63 tỉnh thành nha các bạn, là các bạn sẽ thấy mã zip code 63 tỉnh thành Việt Nam nè. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi các bạn chạy lót chút xíu nha các bạn. Rồi mã bưu chính 63 các bạn chọn vào đây nha các bạn. Và các bạn chờ lót chút xíu nha các bạn. Rồi đây các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn ở đâu thì các bạn copy cái địa chỉ này nè bạn. Mình thì ở An Giang thì 880.000 nè, các bạn copy cái địa chỉ này nha các bạn. Rồi các bạn trở lên một cái sàn La Token nha các bạn. Rồi nha các bạn, cái passcode thì các bạn ở tỉnh nào các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm next step nha các bạn. Rồi sau khi bạn bấm next step xong, các bạn gửi lên một cái ảnh, các bạn chụp cái bức ảnh có cái chữ cầm một cái tờ giấy nha các bạn. Y chang gì là ghi chữ La Token ngày
ngày tháng mà các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi tải lên một cái bức ảnh sau khi bạn tải lên đây các bạn. Rồi đây thì các bạn tải lên một giấy chứng minh nhân dân mặt trước nè. Rồi các bạn vào đây, các bạn điền thông tin của bạn vào nha các bạn. Ví dụ như các bạn chọn hình thức là ID card là giấy chứng minh nhân dân của mình nha các bạn. Rồi đây thì ID số number thì cái số giấy chứng minh nhân dân của các bạn. Còn đây thì ngày tháng năm các bạn. Rồi phần đây mình dịch cái này ra các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn, cái ngày hết hạn này là ví dụ là cái ngày là ngày cấp giấy chứng minh nhân dân chính số giấy chứng minh nhân dân của bạn các bạn. Rồi các bạn cộng dưới đây là 15 năm thêm 15 năm nha các bạn. Là ngày hết hạn của giấy chứng minh nhân dân các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút update là xong nha tất cả các bạn. Vậy video mình ở đây kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.